Rất vui được gặp lại quý vị trong phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với anh Lê Văn Cập, chuyên viên đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng trong phần bình luận chuyên sâu. Xin chào anh Cập. Thưa anh, thì quay trở lại với chương trình, thì từ đầu năm 2017 tới nay thì thị trường có vẻ là sôi động hơn với các cái cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì theo anh thì đâu là nguyên nhân ạ? Về việc cổ phiếu ngân hàng sôi động từ đầu năm 2017 cho đến hôm nay thì đón nhận những thông tin khá là tích cực. Phải nói rằng là đầu tiên là người dẫn đầu chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã công bố trên Bloomberg rằng là sắp tới thì tiếp tục nới room cho khối ngoại. Và hiện tại là cổ phiếu ngân hàng là chiếm room khối ngoại là 30%. Nhưng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng là sẽ tiếp tục nới room và có thể bán cổ phần, có thể gia tăng cho khối ngoại trong thời gian sắp tới. Nhưng về tỷ lệ bao nhiêu thì mình cũng chưa biết. Nhưng với những tin tức tích cực đó, mạnh mẽ đó, người đứng đầu chính phủ điều hành với chính sách vĩ mô ổn định, nhất là ngành tiền tệ ngân hàng, thì cũng là điều đáng tích cực. Và nhìn lại những báo cáo kết quả năm 2016 của các ngân hàng sơ bộ được công bố thì tăng trưởng tín dụng tầm 18% của các ngân hàng lớn, Vietcombank và Vietinbank cộng các ngân hàng BIDV khác, và tổng tài sản cũng đã tăng lên trên 10%, lợi nhuận sau thuế tăng ấn tượng trong các ngân hàng năm 2016. Và điển hình về việc chia cổ tức của các ngân hàng lớn vừa qua thì cho thấy những cổ phiếu ngân hàng này khá là tích cực. Cộng lại một thông tin là cái quỹ vừa qua, tức là 2016, thì cái quỹ game của Singapore cũng đã nói là mua cổ phiếu của Vietcombank, nhưng mà họ mua giá khá là thấp, tầm 30.000. Thì hiện tại chính phủ Việt Nam cũng không xác nhận cái mua bán đó vì giá khá là thấp. Cho nên việc mà để nhìn nhận vào những cái ngành ngân hàng của Việt Nam hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, cho nên hiện tại các doanh nghiệp, các ngân hàng không bán rẻ tài sản đi cho nước ngoài nữa. Thưa anh, vừa qua có cái thông tin là lệnh cấm nhập khẩu vào Australia tôm xanh và tôm nguyên liệu của một số nước châu Á, trong đó cũng có Việt Nam, thì đã chính thức có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2017. Thì với cái thông tin như vậy thì cái ngành thủy sản trong nước của chúng ta có bị ảnh hưởng không thưa anh? Về việc mà Australia ra thông báo là cấm nhập tôm, điều đó làm cho các doanh nghiệp Việt cũng rất là sốc và cũng bất ngờ. Vì thị trường doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này khá là lớn. Nhưng bắt đầu từ năm 2017 thì với thông tin như vậy, vì chính phủ Australia nói rằng là những tôm chân trắng này phải là nhiễm, cũng nhiễm trì đương nhiên, thì họ sẽ tạm dừng và để xem xét và điều tra. Điều đó sẽ ảnh hưởng khá là lớn với những doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường đó. Có thể là vào thị trường đó họ sẽ tái xuất lại, làm thiệt hại không nhỏ đối với những doanh nghiệp. Chắc chắn rằng là những doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng như là Minh Phú và Sao Ta và những doanh nghiệp thủy sản khác vào thị trường đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng chắc chắn rằng nếu mà các doanh nghiệp đó, cái nguồn nguyên liệu đó họ ổn định, có nguồn gốc rõ ràng, thì Australia nó sẽ cho nhập lại và có thể kỳ vọng tiếp. Nhưng mà cái điều cấm
đầu năm như này, đó là cú sốc cho doanh nghiệp không kịp trở tay. Điều đó cũng là điều lo lắng. Và hiện tại, thưa anh, kết quả kinh doanh năm 2016 của các doanh nghiệp lớn đã công bố gần đây có rất nhiều cái tập đoàn trong nước kinh doanh ấn tượng. Nhưng mà ngược lại cũng có một số tập đoàn như là tập đoàn hóa chất thì khá tệ, với mức lỗ là 627 tỷ trong năm 2016. Thì anh có thể chia sẻ đâu là nguyên nhân của những cái mức lỗ này? Về việc tập đoàn hóa chất cũng đã công bố kết quả kinh doanh 2016 với mức lỗ vừa nêu. Thì rõ ràng nhiều doanh nghiệp có liên quan đến này, nhất là ngành phân bón, có ảnh hưởng đến hóa chất. Có 4 doanh nghiệp lớn đã nuốt hết 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này. Điều đó cho thấy cái tập đoàn này là một tập đoàn lớn mạnh. Trước đây đã lợi nhuận cả 1.000 tỷ, nhưng bây giờ rất là khó khăn, và có thể dẫn đến những khó khăn mà có thể khó mà tồn tại trong thời gian tới, vì chính sách đó là thuế và hội nhập, nhất là ngành phân bón. Thì với cái mức thuế đầu ra không chịu thuế, thì điều đó làm cho thiệt hại các nhà sản xuất phân bón, làm cho các bằng hóa chất lỗ sâu và nặng. Và kế hoạch của 2017 của tập đoàn này cũng khá là thấp, tầm 1% lợi nhuận sau thuế, cho thấy tập đoàn này cũng đang trên đà vượt lao đao. Thì nhà đầu tư cũng nên thận trọng theo dõi những chính sách mới của chính phủ để gỡ khó cho doanh nghiệp, nhất là thuế. Thưa anh, thông thường hàng năm vào cái dịp mà cuối năm thì lãi suất và tỷ giá là khá nóng, nhưng mà năm nay cái chiều hướng này lại xuất hiện là ngược lại. Vậy thì theo anh, cái điều này nó có làm cho thị trường chứng khoán tích cực trong thời gian sắp tới không? Về việc mà lãi suất và tỷ giá, hai từ này sẽ trái ngược với thị trường chứng khoán và ảnh hưởng rất là nhiều đến thị trường chứng khoán. Hàng năm, cứ vào hàng năm vào cuối năm, nhất là vào âm lịch, thì về tỷ giá rất là nóng. Nhưng mà trong thời gian năm 2016, thì như đến hôm nay tỷ giá khá là ổn định. Thì Việt Nam đã, chính phủ Việt Nam cũng đã làm tất cả mọi chính sách mới nhất để không nóng về tỷ giá. Về tỷ giá mà tăng mạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp, nhất là nhập khẩu. Mặc dù kích thích xuất khẩu, về tỷ giá và lãi suất giữ ổn định như này, thì nhà đầu tư rất quan tâm và yên tâm đầu tư vào những doanh nghiệp và trên thị trường chứng khoán. Hai điều như lãi suất và tỷ giá giữ ổn định tốt, nhất là Việt Nam, điều đó rất hấp dẫn đến nhà đầu tư ngoại, họ yên tâm họ đầu tư vào. Mà chúng ta hãy kỳ vọng điều đó trong tương lai. Và tôi tin rằng với lãi suất ổn định thì thị trường chúng ta cũng đã sẽ phát triển mạnh, có thể vượt những điểm số cao hơn. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, những nhận định vừa rồi của anh Lê Văn Cập cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.